Sân chơi English Challenge mùa 6 đã bắt đầu quay trở lại. Trải qua 5 mùa thi, chương trình đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, thu hút sự tham gia nhiệt tình của các trường học, các em học sinh và các bậc phụ huynh. Là sân chơi đặc biệt về tiếng Anh trên sóng NTV, truyền cảm hứng và nâng cao kỹ năng thực hành tiếng Anh. Với sự tham gia phối hợp của 3 đơn vị, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Sở Giáo dục Đào tạo và Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Assembling, chương trình ứng dụng các phần mềm của công nghệ hiện đại vào cả 4 phần thi đấu trực tiếp trên sân khấu. Đối tượng dự thi, học sinh lớp 4 và lớp 5, thí sinh ngoại tỉnh cũng có thể đăng ký tham gia. Hồ sơ đăng ký gồm danh sách do nhà trường và phòng giáo dục giới thiệu, bản đăng ký tham dự chương trình theo mẫu đăng tải trên trang web truyền hình nghệan.vn. Danh sách chính thức sẽ được các trường tiểu học và các phòng giáo dục đào tạo gửi về qua hai địa chỉ email sân chơi tiếng Anh ntv@gmail.com và cttt@nghean.edu.vn. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0948 375 876 vào giờ hành chính hoặc truy cập vào trang web truyền hình nghệan.vn. English Challenge năm thứ 6, một hành trình mới đang chào đón tất cả các bạn học sinh. Pika Fun hân hạnh tài trợ chương trình này.